đây. Hôm nay mình dắt cả nhà đi lên trên hãng của mình Open House mở cửa kỷ niệm 50 năm và là đi gia đình anh chị. Đây là anh rể mình Đại ca Thắng, bữa nay là anh Thắng làm đạo diễn nha. Đừng cho em lên hình với chứ em chìm quá à. Ủa đi lên hãng sao cầm theo cái cần câu, định đi câu cá nữa hả? Chịu đi cho em đi được không? Đi câu cá. Đó. Còn cái ông già này nữa. Hai các bạn thường là nghe tiếng rùa không mà không thấy rùa. Bữa nay là thấy rùa rồi nè, rùa mặc cái áo dài đẹp không? Áo dài của Việt Nam mới Mai gửi qua cho mình, của người em Mai gửi qua cho mặt á. Hơi rộng ha. Bóp lại một tí, bữa nay rùa ốm rồi mà. Rùa thiếu ăn. Rùa thiếu ăn. Rồi, của mình làm nè các bạn. Bây giờ hãng kỷ niệm 50 năm á. Nó open house thì bây giờ mình đi lên đây mình sẽ quay phim cho các bạn coi nha. Đó, cái tên hãng của mình làm á, mình làm về hãng cho xe hơi nha. Bây giờ mình dắt cả nhà vô coi những cái loại xe mà hãng mình làm. Đây là chung quanh ở ở ngoài cái bãi đậu xe của hãng. Mình đã làm ở đây á, là mình làm đây được 20 năm. Còn Kevin nó thì làm được 25 năm. Đây là ba má chồng mình cũng có tới đây chơi nè. Anh rể của mình là anh Thắng làm đây 32 năm rồi. Còn chị của mình á, chị Loan của mình á thì 10 năm, với anh Thành của mình là 10 năm. Đây một hồi có cái băng nhạc nhí nha, trình diễn nữa các bạn. Có kha xô nữa nha các bạn. Đây là kha xô hôm nay là những cái xe mà cũ á, đời cũ á, nó biểu diễn ở đây nữa. Đây là những cái xe cũ đó các bạn, đời cũ á, người ta đem tới người ta xô nè. Là những người này là công nhân trong hãng mình không, toàn là bạn mình không. Bên đây nó là một cái phòng ăn khác nữa, mình thì ăn ở bên đây. Cái bàn này là cái bàn mình ngồi mỗi ngày đây. Nó có tổng cộng tới là 3 cái phòng ăn. This is padding that goes, this one for example, goes into the dashboard of this car. We make floors as well, carpets that go on. And the reason we make these is to...
cái hàng này nè. Rồi mình xếp lại, mình bỏ trong cái mô này. Cái mô này mình đóng nó xuống trong vòng hỏng này 1 phút nữa là nó đem ra một cái như vậy ha. Mình bỏ trong đó và cái qua rồi check để nó cắt cái hàng mình ra. Các bạn nhìn thấy là trên video này là mình đang làm đó. Cái người mà đi đó là mình đó. Mình đang làm đó.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích, các bạn bấm đăng ký và ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.